Treo gỗ này tuyệt vời mọi người. Từ cái gà rai nhá, rất độc đáo nhá, và những cái nhạc cụ cũng che nữa này cũng rất là đặc biệt mọi người nhá. Các bạn đang xem hiện tại là đang ở khu bảo tàng quảng trường Gia Lai mọi người nhá. Mình cũng quay đội này hơi bị nhiều nhé, mình tiếp tục mình sang đội bên kia cho mọi người nhé. Rồi, chào tạm biệt đội huyện Iagrai nhé, mình sang đội khác nhé. Bài hát Anh Hùng Núp này quá nổi tiếng. Rồi này đến